là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội và đồng thời thì cũng là giám đốc của một doanh nghiệp. Thế thì bà có thể chia sẻ đó là từ góc nhìn của doanh nghiệp thì bà nhận thấy là những thách thức nào mà các nữ chủ doanh nghiệp sẽ gặp phải trong vấn đề quá trình điều hành doanh nghiệp ạ? Bên cạnh những các cái chính sách và những cái chính sách đã đang có của từ phía chính phủ, từ phía bộ ngành có liên quan, bản thân chúng tôi ở đây thì có thể đã biết và các luật sư thì biết rõ, nhưng mà các doanh nhân rất ít người được biết, được truyền thông được biết hết là có bao nhiêu thông tư, cái luật này có những điều khoản nào thực sự là có tác động đến nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và những thông tư nào hướng dẫn ra làm sao, những cái gì có lợi hơn. Ví dụ như cái điều khoản mà như chị Thủy vừa chia sẻ, luật sư Thủy vừa chia sẻ là hỗ trợ cho cả những doanh nghiệp mà có tỷ lệ nữ lao động lớn trong doanh nghiệp, thì thực sự đúng là chính sách thì rất có rất sẵn, nhưng mà để mà đi vào thực tế cuộc sống và các cái doanh nghiệp mà có những cái điều kiện, những cái đối tượng mà được hỗ trợ thì chúng tôi cảm thấy nó cũng đang ở đâu đó. Bản thân thì chúng tôi cũng là doanh nghiệp, tôi là chủ nữ chủ doanh nghiệp và cũng rất là nhiều, tôi cũng biết nhiều doanh nghiệp mà chị em trong hội nữ doanh nhân thì dường như là cũng ít người được biết đến và quan tâm đến. Và thực sự nó có hai vấn đề, một là ít biết đến, hai là các chị em cũng ít quan tâm. Khi mà các doanh nghiệp chỉ quan tâm khi và chỉ khi mà gặp vấn đề trong doanh nghiệp, trong quá trình điều hành kinh doanh của mình, thì đấy là cái góc nhìn của tôi. Thứ nhất là nó liên quan về mặt chính sách, thì các doanh nghiệp về cơ bản thì nó có mấy cái nhóm vấn đề pháp lý có liên quan. Nhóm thứ nhất là nhóm các cái chính sách pháp luật, vấn đề pháp lý mà chính sách liên quan đến doanh nghiệp, đến các cái nhà đầu tư, rồi đến các cái đăng ký kinh doanh, điều kiện đăng ký kinh doanh hay là để lúc bắt đầu doanh nghiệp. Cái nhóm thứ hai là nhóm pháp lý liên quan đến lao động, thuế, bảo hiểm xã hội và các cái điều kiện mà các cái doanh nghiệp và các chủ doanh nghiệp bắt buộc phải quan tâm và cần phải quan tâm, và nó diễn ra là tác động thường xuyên hàng ngày trực tiếp đến cái việc mà vận hành điều hành doanh nghiệp. Nhóm vấn đề pháp lý thứ ba đấy là nhóm pháp lý liên quan đến giới nữ và cái nhóm gọi là hay là nữ doanh nghiệp mà đối tượng chịu tác động trực tiếp hay là gián tiếp. Ví dụ như là cái nhóm đối tượng, các cái chính sách mà tác động đến là ví dụ như nếu là nữ chủ doanh nghiệp thì được cái gì, rồi nữ lao động trong đó được cái gì, thì tôi thấy rằng là cái chính sách mà như chị Thủy vừa có chia sẻ là luật đã có quy định, có thông tư, có hướng dẫn, ví dụ như là được miễn hỗ trợ các cái khóa đào tạo rồi hay là tư vấn pháp lý và với cái số tiền xác định là được quy định như thế rồi, thì thực sự là cái đấy thì rất là quý. Tuy nhiên ấy thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là ở Hội Nữ Doanh nhân Hà Nội thì cũng nhận được rất nhiều các cái thông tin. Bản thân ngay Hà Nội, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước có hẳn một cái nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành từ năm 2021, tháng 12 2021, là có hẳn một cái nghị quyết dành riêng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong địa bàn thành phố, và có nhắc đến là hỗ trợ cho các nữ chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp có nhiều lao động hay là nữ khởi nghiệp kinh doanh. Đấy thì câu chuyện thì về mặt chính sách thì đã có như thế, và hay những cái chính sách mà tác dụng, cái nhóm pháp lý liên quan không chỉ riêng là các cái luật, các chính sách mà liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân và các điều kiện kinh doanh trong ngành, còn tác động đến giới. Tôi nói ví dụ như là luật hôn nhân gia đình, tôi thấy là công tác truyền thông luật pháp, truyền thông chính sách đến rộng rãi và đến trực tiếp đến cộng đồng những chủ doanh nghiệp rất là quan trọng.